lầm khi xoa dầu nắng vào vùng giãn tĩnh mạch bị đau. Trong đó có hai một bực mà chân tay là toàn phải chả biết thì cứ hai bôi dầu ở trong đó ấy. Dạ. Kiểu cứ giấm dứt đúng không chị? Đấy, chả ngủ được, dần tối lại phải bôi dầu. Thực tế, khi bôi dầu nóng, các tĩnh mạch sẽ giãn nở ra, làm cho các van tĩnh mạch bị hở nhiều hơn, tăng dòng máu chảy ngược, khiến tình trạng đau nhức, khó chịu ở chân tăng lên. Chỉ có viên Care Therapy mới giải cứu được đôi chân của bạn. Với tình trạng này thì chúng tôi sẽ đưa ra một phác đồ là viên Care Therapy. Thì phác đồ này thì sẽ điều trị cả tình trạng giãn mao mạch và tĩnh mạch. Với tình trạng giãn mao mạch thì chúng tôi sẽ sử dụng công nghệ laser Mercury LX 2023. Công nghệ này thì sẽ làm đông co những mao mạch bị giãn tức thời này. Còn với tình trạng giãn tĩnh mạch như thế này thì chúng tôi sẽ sử dụng liệu pháp đó chính là Tenecel. Thì liệu pháp này thì sẽ cấy gel trực tiếp vào vùng tĩnh mạch bị giãn, sau đó sẽ giúp đông co và làm bền vững thanh mạch, vừa điều trị dứt điểm tình trạng giãn tĩnh mạch, vừa làm hạn chế cái tình trạng suy giãn tĩnh mạch tái phát. Mừng tháng vàng khai trương, ưu đãi 65% cho 5 khách hàng đăng ký sớm nhất. Đặt link ngay